Và như vậy ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại Liên Hoan Vòng Cổ và các ca khúc Mang Hữu Nhân Ca 2020 với chủ đề Đất Việt Ngàn Năm. Và không biết là quý ban giám khảo có lời nhận xét nào cho liên hoan của chúng ta ngày hôm nay không ạ? Cải lương và cũng như là những bài hát Mang Hữu Nhân Ca. Lần đầu tiên thì Phong rất là vui khi được ngồi tại đây cùng, không phải là ban giám khảo gì mà là người được cùng đồng hành với các bạn để làm sao cho cái bộ môn cải lương cũng như là những cái bài hát âm hưởng dân ca của dân tộc nó đi sâu vào tâm trí cũng như là trong cuộc sống của các bạn. Và điều đó thì Phong cảm thấy rất là vui, tại vì trong ngày hôm nay thì chúng ta đã trải qua rất nhiều tiết mục và các bạn đã đem niềm đam mê đó là âm hưởng dân ca đến với tất cả mọi người và khuấy động cái không gian hôm nay, làm cho cái không gian rất là vui, rất là thoải mái cũng như là vui nhộn. Và sau buổi hôm nay thì kết quả có như thế nào và những tiết mục nào được chọn vào vòng trong, đều những tiết mục được chọn đều có những cái tốt nhất cũng như là khả năng để vào vòng trong. Và sau buổi hôm nay thì cũng mọi người đã mệt mỏi rồi thì cũng chúc mọi người thật là vui. Kết quả có thế nào đi nữa thì cũng vui với cái buổi diễn hôm nay. Và chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc trong một buổi chiều hôm nay. Cảm ơn rất là nhiều. Và không biết nghệ sĩ ưu tú Lê Hồng Thắm có đôi điều gì muốn chia sẻ không ạ? Cuộc thi cũng đã kết thúc rồi. Chúng ta đã trải qua những bài hát cũng như là những lời nhận xét trước đó của giám khảo. Tuy nhiên thì là chỉ có một số góp ý cho các bạn để sau này nếu mà mình có cơ hội để đi thi nữa mình sẽ rút kinh nghiệm. Cái thứ nhất là về phục trang. Tại vì mình lên sân khấu là mình đưa cái bộ phận ra, trước tiên là mình phải đẹp và sạch sẽ, gọn gàng. Không phải là mình thi cái này gọi là cuộc thi sơ tuyển rồi các bạn hồi hộp trong cái trang phục. Ví dụ như trang phục hồi nãy mình thấy các bạn hầu như là không quan tâm đến trang phục luôn ấy, cả giày dép cũng vậy nữa, mặc đồ bà ba và mang dép giống như là mang dép dép bắp bê rồi có nơ có ơ đồ. Tuy nhiên rồi điều đó thì chúng ta cảm thấy là nó phá cảm giác, tuy nó không có gì nhưng mà người ta nhìn lên cái bộ mặt sân khấu của mình, người ta cảm thấy là mình thiếu trách nhiệm về cái phần phục trang đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai là phục trang các bạn nên ủi thẳng cho nó sạch sẽ, cho nó đẹp, tóc tai gọn gàng. Các bạn trong đây là ai cũng xinh đẹp hết, tôi thấy là tôi cũng mê mà. Tuy nhiên mình phải chỉnh chu hơn nữa để cho cái phần biểu diễn cũng như cái phần dự thi của mình đã được hoàn hảo. Đó là những lời góp ý mà mong rằng các bạn sau này nếu mà có cơ hội dự thi cái gì nữa thì chúng ta sẽ cố gắng hoàn thiện nha. Xin thành cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Lê Hồng Thắm cũng như là ban giám khảo chúng ta rất là nhiều. Ở bảng A chúng ta có hơn 20 tiết mục và ở bảng B chúng ta có hơn 70 tiết mục. Tuy nhiên thì ở mỗi bảng chúng ta chỉ chọn ra tối đa 7 tiết mục ở chung kết mà thôi. Thì nếu như có tiết mục nào được chọn hay là không được chọn đi chăng nữa thì chúng ta cũng đừng buồn, hãy xem như đây là một kỷ niệm, một sự trải nghiệm để chúng ta tiếp tục những cái đam mê của mình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và vòng sơ khảo Liên Hoan Vọng Cổ và các ca khúc Mang Âm Hưởng Nhân Ca năm 2020 với chủ đề Đất Việt Ngàn Năm đến đây tạm khép lại. Xin được trân trọng cảm ơn quý đại vị đại biểu, quý ban giám khảo, quý thầy cô và tất cả các bạn học sinh sinh viên đã sắp xếp thời gian đến đây góp phần hình thành làm sự thành công cho Liên Hoan. Xin được chân thành cảm ơn cơ quan thông tấn báo chí đến dự và đưa tin cho hoạt động. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và thành công. Kết quả của các tiết mục sẽ được công bố trên fanpage Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả chúng ta hãy cùng chào đón nha. Một lần nữa xin cảm ơn và kính chào.